Ôi ôi. Úi đóng đóng rồi. Trôi trôi trôi. Vâng, trôi trôi to. Ôi. Trôi. Để có tận tơ loại vào bên trong để câu anh em nhé. Dòng nước rất là đục, mà hầu như năm nào cũng vậy, lúc nào cũng đục luôn, kiểu các bạn sống lắm. Các bạn nhìn kìa, bên kia kiểu như là tàu bè người ta hoạt động nhiều, máy móc mầm nhìn. Trong đây có cả nhà dân các anh em nhé, nhà dân trong này. Sao có nhìn sông đẹp chưa? Đi cầu những chỗ như này mới thích nhau này. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay đi đánh cá sông qua dùng mồi bột viên. Bột viên, bột này hay đánh chấm đen. Đây con này. Loại này nó cũng tương đối là đắt tiền nên là đây, em chưa giới thiệu rồi các bác. Các bác vào group Phương Thảo Thích Sinh nhé. Các bác nhìn này, hạt viên đấy. Hay phải đập dập để hóa mồi ủ. Đánh chấm đen các bác nhé. Hôm nay em đánh thảo ổ. Mình cho cái này quấn đều vào. Giá nhỏ ra anh em. Quấn đều vào giá nhỏ. Giá nhỏ thì mình mới hòa vào mới kiểu như mới bột ủ đấy, còn nếu không giá nhỏ thì không thể hòa với bột ủ đâu. Em câu để nó hơi ổn, máy móc ngoài nó chạy ác quá. Đấy quá gì nhỉ, đã phát nhỏ luôn này. Đập nó vỡ này. Vỡ ra thì mới hòa, mình mới hòa, mới mổ, phải bỏ này đập nhanh này. Phải gói kém. Hòa này đánh nhạy lắm, đánh chấm đen nhạy. Ôi, chưa quên cái chỗ em đập cho bác xem. Đây, hòa này đánh chấm đen này nhạy luôn đấy. Bột này thả nó cứng lắm ạ. Cái này mà các bác đánh ổ nhá, đánh ổ kiểu mình thả sông ở dưới thì còn lâu mới tan được, cả ngày không tan. Bột này rất hay. Wow. Chắc nhiều bác không biết cái loại này ấy nhỉ. Loại này chắc nhiều bác em thấy cũng biết rồi. Này cái phê này đấy, giá nhỏ này. Rồi xong rồi cho vào mồi ủ này. Mồi ủ em này nhão luôn đấy, chó này nó thấm nó khô đấy. Cái này kiểu đánh ổ và bó mồi thì đẹp, cả thảo ổ cả bó mồi thì đẹp. Nhão vào ngoài cái để nó khô đi. Anh em nhìn này. Đấy, cái này nó phê. Cái này nó không phải có loại thính tàu. Nhiều bác bảo thính tàu nó độc, em không biết nó độc như thế nào. Nhiều bác bảo câu thính tàu này nó độc. Đấy, làm thêm một
Ít này là em cầm thêm ít bột cắm gạo với bột ngô bác nhé. Bột cắm gạo cho mồi nó khô để nó nắng được xuống đáy. Cho mồi nó khô để nắng được xuống đáy. Mình để mồi nó ẩm ẩm, anh em thả nó tan hết mất. Đó. Em thả cả ổ lẫn đánh bó mồi luôn. Đánh vậy nó chắc ăn. Đánh gần bờ anh em nhé, được sầu lắm. Mọi nhìn này, 5-6 mét. Ra ngoài cái mất hình phao này. Mọi nhìn này, đánh rìa rìa luôn. Ra ngoài phao mất hình ngay. Rồi, này đánh là đẹp. Thấy bao nhìn chưa, mất hình ngay. Sợ. Thả lồng lồng tí không? Đó, vừa tầm anh em ạ. Giờ quá trình thả ổ bác nhé. Thông thường thì mình thả ổ này khoảng nửa tiếng cá nó vào cơ. Rồi các bác cứ thả xong ngồi hút điếu thuốc hay ngồi uống. Có nước thì mới thả mồi, đã thả lưới nào cũng rất ok. Thôi nhìn mồi lập dập là nhuyễn, em thả nửa mồi cũng kêu vào bây giờ. Trơn cục to to này, câu cho nó chắc ăn. To đánh thôi chắc ăn anh em. Ở ngoài kia ngoài sông tàu bè chạy nhiều quá nó hơi ổn anh em thông cảm nhá. Tàu bè chạy nhiều quá nó ổn. Là một quả như này câu thì đẹp luôn đấy. Đã. Vâng. Nó cắn rồi mà chưa giật chết con nào chứ. Vừa nó cắn rồi chưa giật chết con nào. Câu ngắn thao thôi. Vâng, trong câu điều bờ ngắn thôi, câu ngoài sâu nọ, câu sâu này cũng cắn. Câu ngắn này. Vãi gắn đi à. Vâng, nhưng mà vãi cho nó đến. Đôi khi cũng gắn nó nào nhé, dài nhé. Ôi ôi. Úi đóng ổng rồi. Trôi trôi trôi. Vâng, trôi trôi to. Ôi. Ôi. Bắt à? Không bắt đâu, không bắt đâu con. Bắt à? Nó đóng màng. Không bắt được con này, đóng câu không thể mất được. Trôi cũ. Ôi giời. Sướng thật.
Ừ, các bác nhìn máy zip xuống nhá. Trời ơi. Trời củ. Đẹp phao rồi. Đây, phao của chúng tôi à. Đúng quá. Chó quần lúc nào mệt ngay mà. Chạy đây rồi. Ủa, có chưa? Quần tí mệt ngay không? Đấy làm sao là của chúng tôi. Đây, chứ nó bắt gọt nhưng mà nó nhỏ. Đấy làm sao là của chúng tôi. Chú giữ cháu cần để chú vào con này ăn. Đẹp quá. Rồi nó rơi hết đi, máy móc á. Đang cầu cắm đây. Ủa, này có lỗi. Không có gì nói rồi ta. Lội đây rồi à. Kéo thịt chay cho nó. Con mắc cây đó con. Bỏng mang. Chú còn quần máy không? Còn cháu lôi lôi luôn. Nhưng mà nó mắc ở dưới thế này. Mắc dưới. Mắc ở dưới thôi. Lôi cây hết rổ lên. Ủa cây. Lôi. Đâu vứt quần áo cho. Đâu mày vọt cái đầu cây vào mày lôi. Rồi. Cây ấy, lôi từ từ thì nó lên ngay mà. Ba hảo hứng lại. Rồi. Nó ra rồi, cứ bình tĩnh. Đâu cứ bình tĩnh. Đó mày làm này còn cái này rồi. Chạy em sao rồi. Anh làm sao là của chúng tôi. Chơi cua to. To nhá. Ui con này to đấy. Cho này giữ cái dấu ớt nó dậy mất. Vâng. Ui béo thế. Ui. Anh em chơi cụ to này. Béo chưa? To chưa? Thế là phê. Con lưỡi lục. To chưa? Ôi. Cảm ơn chú nhé. Bỏ quá. Ui, anh em nhìn phê chưa? Ở chơi cụ quá này, phê chưa? To chưa từng thấy. Đây là một trong những con trôi mà em thấy là to nhất từ trước đến nay em câu được các bác nhá. Ý các bác nhìn chưa. Câu trôi cụ luôn. Béo thế. Ui, béo quá. Đẹp chưa? Anh em nhìn cá đẹp chưa? Móc đúng một chút vào vảy này. Cá trôi chú điên nó đẻ phát sướng thật đấy. Wow. Này có video đẹp cho anh em xem rồi. Sướng nha. Ô, cái túi. Thì túi của em nó hơi bé các bác ạ. Túi hơi bé. Cá thì to mà túi thì bé. Cá thì to mà túi thì bé. À. Ui. Mang cái mũi tải em nhé. Mày này có người hỗ trợ bắt con này cùng mình em cháu không bắt được. Wow. Kinh trôi to khổng lồ luôn. Sướng quá. Đã quá anh em ơi. Sướng quá, đã quá anh em ơi này. Trôi to chưa? Đây là con đầu tiên con trôi từ bé rồi em mới cầu con trôi to như thế này em thật các bác là từ bé nhờ. Cá to thì các loại khác cầu từ đầu rồi nhưng mà hôm nay từ bé nhờ mới cầu con trôi cũ to này. Hay đấy. Đây lên phải. Thôi bây giờ chắc là phải ngồi một lúc để cho ổ của mình nó yên á, không có động nữa, không câu được cá cơ. Phê quá. Tan hoang ổ này các bác này. Tan hoang mất ổ rồi.
Hơi coi nhìn tan hoang hoang mấy cái ổ của em rồi. Giáp quốc bay lá thảo. Chân tay vẫn còn run anh em ơi. Chân tay run này vậy rồi. Ủa, đuối hết cả đầu cần rồi. Các bác nhìn cái vảy nó vỡ to chưa? Giờ cho ngồi giải lao tí anh em ơi. Ngồi giải lao tí để có cái ổ của nó yên yên. Không là nó bị động ấy, vừa động này. Kéo tí mù thôi. Động cái là cá to nó không vào đâu, nó khôn lắm nó chạy ngay. Đấy, để ổ yên yên tí, bóp quả mồi ngồi ngơi tí quá nhá. Rồi, các bác thấy này, đóng một cá mà lưỡi nó chẹo hết cả ra này. Để lưỡi 50.000 đấy. Để lưỡi lục 12 anh em nhé, đánh đầu cần này lưỡi lục 12 chặt cũng căng phết đấy. Nó mà không hiểu cá trôi nó khôn hay là vừa là cá con bên nó đẻ mấy phát rồi mà không giật được. Công nhận em thấy là đánh lúc này thảo ổ mẹ bóng mồi nó hiệu quả. Đấy, ngồi có một lúc mà đã được hàng rồi. Anh em nhìn chưa, còn mài được cái bộ lưỡi sắc này cầu ấy nó may mắn hắn lên đấy. Tươi tươi này, tươi tươi. Phê quá. Đấy có ba nhá. Kênh của em luôn tạo ra video ngay cấn mà cảm giác kéo cần căng tít phê nổi, anh em xem nó sướng. Cái mục đích em xem câu cá là gì? Xem câu cá là cảm giác được phê. Vâng, và được phê này em được phê rồi. Rồi giờ có khi cứ thả mồi cho nó yên yên. Bây giờ em nghĩ là chắc nó không cắn ngay đâu. Cứ thả cho nó yên yên một lúc, bởi vì nó vừa động quậy ác quá cá chạy hết. Giờ có thả xuống mấy con tanh con thì cũng khoan thua. Một con mồi nhỏ nhỏ đó bạn. Vừa em làm quả mồi nhỏ dính ngay. Đầu tiên chơi mấy quả mồi to to quá, theo không biết là nó có lấp hết hơi mà giật không dính con nào ạ. Không dính con nào. Đấy, thế vừa đợt là lúc cuối em chơi quả nhỏ nhỏ thôi. Ném cái đè luôn giật chết luôn. Sướng quá. Giá thì mít mồi lắm không nhá. Giá thì mít mồi cá mà lắm cho cá vào. Vừa nó động mạnh quá. Cái viên này nó nổi các bác ạ. Viên này nó nổi nên là phải giã ra, không phải ném nó không chìm đâu. Ngày gió lạnh quá anh em. Ngồi mặc mỗi một cái áo cộc với một cái áo nắng bên ngoài lạnh thật đấy. Miền Bắc dạo này thời tiết cứ thay đổi thất thường. Ngày trời ấm thì lại phải đi làm. Ngày trời lạnh cá không cắn lại phải đi câu. Đã lại được đi câu. Kể ra mấy ngày trời ấm nắng nắng này thì đi câu cá nó vừa ăn này, quay cảnh vừa đẹp này. Trời nó thuận lợi bao nhiêu. Trời nắng quay bao giờ cái kiểu như độ chi tiết mới lại màu sắc quay lỗng đẹp hơn trời ấm u quá nhá. Mà không sao, cứ nên cá là đẹp hết. Cứ có cá là đẹp hết phải không anh em? Nào con cụ tổ lên là video đẹp ngay. Hót hòn hòn. Đây rồi, đây rồi, đóng rồi. Ôi, anh em đóng rồi. Đóng rồi anh em ơi. Ôi. Ây dồi, bỏ hót còn hót. Chạy đấu với chúng tôi. Cái đòi là không có ai hỗ trợ đâu. Rồi anh em ơi. Được rồi, không ai hỗ trợ. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Chết rồi các bác ơi. Chết. Ui trời ơi, anh em nhìn cái máy vậy. Hàng 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 hàng
Ây trời ơi. Từ rồi lại mà này là móc ngay cái bụi bụi này. Hỏng hình thôi. Con gì nhỉ? Vẫn chưa chín hình anh em ơi. À, lại trôi. Lại trôi. Chết rồi, đóng ngay vào cái bụi này thôi. Chết giả, chết giả. Này, không chạy nữa rồi. Lại trôi rồi anh em ơi. Chết giả rồi. Cha đó. Anh bảo ơi. Con chó này. Mất rồi anh em. Đỉnh mệnh. Con cá to mất rồi. Ủa, cá to nó đóng ngay ở cái bụi cây na các bạn. Hí quá, đang định cầm vợt xuống này cong nữa rồi. Đang định nội vợt xuống này nó mau vào cái này nó trùng cước đen thế nhỉ. Cầu cái bụi này đen thế nhỉ. Lại trôi không nhá, trôi cụ luôn đấy. Ui phí thế. Tiếng đồng hồ mới đều con nữa. Này cầu sao nhỉ. Đời, đèn như chó mực. Đang định sắn quần để xuống này không nhìn thấy cá không này. Ôi là giỏi. Ít. Tiếc quá các bác ạ, tiếc quá. Ui nó dãy rầm rầm, nó mắc ngay ở cái bụi cây kìa. Ui dạ, chồi thứ hai anh em nhé. Tí thế nhỉ. Đáng thế. Ở đấy nó mấy cây la này. Mãi mới đóng một con, tiếc may rồi con đầu tiên cũng không mất, may rồi có người hỗ trợ không mất, nhưng này cô một mình này dễ mất lắm. Tiếc quá anh em ạ. Đáng là định cầm vợt xuống. Đây anh em này, thì mồi ủ mấy em trộn mấy bột mì cắm gạo đấy. Hôm nay là không có cắm trứng hay cắm gà quá này đấy, qua nhìn là bóp mấy cái hạt viên này quá nhá, bóp hạt viên này thì nó rất là chắc, xong rồi tí cái lớp này tan ra còn lại cái đúng cái hạt gì dính ở cái đầu lò xo của em đấy, quá nhìn nhá đấy, tan ra còn hạt dính ở đầu lò xo này là cá to đến đớp luôn. Hạt này rất là bền nhá, khi nó đã ngấm nước của nó tan kiểu như là nó tạo được cái lớp sương mờ đấy các nhá, tạo lớp sương mờ cứ tan từ từ nó không tan phát hết ngay đâu. Ưu điểm cái loại hạt này như thế, mình cứ giã một ít nhỏ ra là cái bột nó bám xung quanh các cái cắm ủ, cái mồi ủ của mình để tạo ra cái sương mờ mê, cái thính gần như cái thính để thu hút cá đến đó. Sau khi cá đến nó thấy cái hạt này sẽ ăn vào hạt này, cái là tì phao ngay, ăn phát là phao mình đẻ ngay. Còn là cá to nó luẩn quẩn qua, nó cứ đi qua đi lại ấy. Nó đè vào đèo dây giật nó chết ngay. Hôm nay giật là mới phát sướng tay quá, nhưng mà xịt mất hai phát nên là hơi tiếc, rất tiếc nhưng mà hơi tiếc. Nét đen cái là câu nó gần mấy cái bụi này các bác này, mấy cái bụi kia sậy này, hai cái góc kia tí về mình nhổ đi ngay, kiểu để vậy lưỡi mình nó mắc vào đóng vào đúng cái cây, cái là cá nó quẫy cái nó ra mất. Chứ bình thường cá nó quẫy kiểu như là dây mình nó nhả ra thì không thể mất cá được, dây không nhả ra đóng chắc lên luôn. Tòi mất hai cá, còn cuối to thật các bác, còn đến to kinh khủng luôn. Đúng nhìn là cái đầu lên, nuôi cái đầu lên râm mà phát. Hình như lúc đấy em nghĩ chắc là trôi. Đầu trắng trôi chép đấy chắc không phải này. Chép chắn là không phải. Trôi, em khả năng cao hôm nay có toàn trôi. Thật sự các bác là lâu lắm em vẫn câu được trôi ấy. Bình thường em câu toàn chép mới chấm ấy. Đây là cái lần đầu tiên mà em đóng con trôi ấy, kinh khủng tởm. Lần đầu tiên em đóng con trôi kinh khủng tởm như ngày hôm nay. Từ cái ngày em đi câu giờ chưa giờ được con trôi to vậy. Nhiều anh em làm bài mồi ủ của em thì đã lên được con trôi 8 cân. Mà em bảo con trôi 8 cân nhìn nó như thế nào, nó như đứa trẻ con ấy.
chưa dám câu lại cá, kinh khủng mày. Chui tắm cần nó lồi sướng lắm. Hôm nay em thấy là cá trôi lồi rất là sướng, nó khỏe. Qua thấy nó kéo vít cần cước ra chạy khét nẹt luôn. Mà chấm mấy lại chép hơn thua, chấm chép nó cứ đờ đờ là nó không phinh nhanh bằng trôi. Những cái trôi điên nó khác. Ra 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 ra, em thấy cước nó lồi ra ra chạy đây không? Phi lại qua này. Phi lại qua này, qua lại đây, kinh thật. Nó khỏe kinh khủng luôn. Đấy chỉ cần mình câu sao bờ mình quần cho nó một lúc nó yếu thì bắt được ngay. Như con đầu tiên em quần lúc nó yếu bắt được ngay. Chung là đấy có cái bác hỗ trợ không thì cũng xong. Cũng mắc vào đấy nhưng mà bác hỗ trợ bác cầm cần ra thế em cầm dây em nuôi nó vào. Không là một mình em quả đấy là chắc cũng mất cá. Giờ có mỗi mình câu được cá thì cũng không bắt được thì cũng tiếc. Và ai sẽ là người bên em cho kể ra em thấy cái loại cám này câu cũng nhạy lắm anh em ạ. Đây cám hạt viên to câu cũng sướng thật. Lần trước này em câu được chấm đen nhá, hôm nay sau câu được trôi. Đấy, mà trôi đôi khi nó cả do mồi ủ của mình nữa cơ. Trước chấm đen thì em cũng trộn cái này với mồi ủ. Nói chung là cái loại này đánh nó thấy là nhạy, loại nào đánh cũng được, gần như kiểu một tổng hợp ấy. Có rô phi thì em chưa câu được con nào bằng rô phi đâu. Mà hầu như là lúc mình câu được cá to thì rô phi nó chạy đâu hết ấy. Cái cá to vào rô phi nó sợ chạy. Còn nếu hôm nào mà câu được rô phi thì các bác biết đấy, có rô phi thì hiếm khi được cá to. Nói chung là em thấy đi câu rô phi nó cũng hay, rô phi gặp đàn giật nó sướng. Chứ không cứ cớ gì phải cá to. Rô phi khoảng bàn tay giật khoảng 7-8 con như vậy là sướng. Em thấy là sướng hơn là giật 1-2 cá to. Đấy, có xem có bác cái vết tích qua với câu rô phi này, các bác nhìn này. Đấy, qua câu con này có bàn tay nó xài vào phát. Con được cũng phải được 8 lạng. Bàn tay 8 lạng nhưng mà cá thiên nhiên các bạn, nó mỏng người lắm. Nó to phèn phẹt luôn. Nhắc lên cái gai nó dơ ra phát mình xiết qua tay cái này. Chảy máu luôn, kinh nhận. Nó dẫy một phát cầm phát này, nó vung ra phát mà đầu kiểu như rô phi nó gai nó có độc hay sao ấy, nhức lắm. Có một tí là vung máu này. Có những bàn tay bóp mồi bắn nghe nhoét. Đêm qua đâm một phát vào đây, nó phát ra chỗ này này, bao nhiêu máu chỗ này quả tuôn luôn, nhè nhè. Ây rồi đóng rồi, ôi giời ơi, nhè nhè. Ây rồi đóng rồi, ôi giời ơi, lại đóng rồi, chạy đâu cụ đi chân lạnh toát. Cụ chưa anh em mới nào vào bụi sậy rồi, nào vào bụi sậy anh em ơi. Ôi cụ đi chân lạnh toát, cụ đi chân lạnh toát. Má mấy chúng tôi này. Úi con gì đấy. Úi. Nịnh mẫn mày. Lại mất rồi con. Nịnh mẫn mày lại mất rồi. Bực thế nhỉ. Anh ngó thích cái bụi sảy lên. Ủi đèn tê các bác không biết con gì, em không nhìn thấy con gì luôn, nó to kinh khủng luôn. Bực thế nhỉ.
chặt. Nó bực quá các bác ạ. Bây giờ xuống nhổ không được, bây giờ mà xuống nhổ nó động, động cá không cắn. Thế lúc về tí lúc về này em phải nhổ lên luôn, em nhổ luôn để buổi sau đến, chứ không bây giờ nhổ là cá động nó không vào nữa. Đang đóng hồ hay con gì to kinh khủng luôn các bác ạ. Nó không kịp kéo người nó lên. Các bác nhìn phê không, nó vơ nộ cái đầu lên phát. À tí khả năng em nhìn cái máy ở dưới này em biết con cá gì đó. Ui trời, máy còn đẹp như trong tranh. Ui. Bực thế không biết. Đây là chợt mất hai con to ấy, con đấy nó còn to hơn con đầu tiên của em cơ. Nãy ngày rồi vậy, đóng toan đóng mà cái bụi cây sậy kia. Bây giờ mà xuống nhỏ ra thì nó lại động ấy. Nghe một điền ấy. Nên có điền không có gì. Con đấy to hơn là con đầu tiên các bác ạ. Hôm nay đen thế nhỉ. Chán đời đấy. Đây các bạn thấy chưa, mồi lại nhạy thật đấy. Toàn cá khủng đây mà. Thế mất hai con rồi. Đen thế. Kể mà được hai con đấy hôm nay thì đúng là cuộc đời em hôm nay là tươi luôn đấy. Không biết cá gì luôn. Nó quậy kinh luôn một phát em bắn. Thầy quang nhìn em lùi phát vèo vào cái bụi này, em tưởng đóng trong bụi này, thế là nó phi lại đầy phát nên đóng ngay ở cái chỗ con cá vừa lấy nó đóng. Bực thật đấy. Về thôi anh em ơi, đợt này là con cá khủng khủng rồi, về không biết nấu cái món gì. Cái sườn đê này quá này. Anh em ơi, được con chơi khủng thôi, dù là nay có quà rồi, nay chợt mất hai con nhưng mà thôi nay có quà quá nhá. Ui, nước đục quá. Quà này là đẹp rồi quá. Đấy, em cầm tay nè. Ui, thôi. Hôm nay có quà rồi. Đấy. Ui giời, anh em nhìn phê chưa. Hãy sống, em thả hãy sống, các bác nhìn chưa. Phê chưa. Còn lại, con này phải 4-5 cân một ít. Mà nhìn một người này dã man. Từ bé giờ em chưa giờ em câu con trôi to kinh khủng này. Em thật bác từ bé chưa giờ câu con trôi to kinh khủng này. Bác nhìn, người nó lại phải 4-50cm. Bác nhìn này, 4-50cm đấy. Đẹp quá. Ngon lắm bác ạ. Con này em về không biết nấu cái món gì đây. Tôi mang về thịt các bác nhá. Ui, các bác nhìn mù ấy. Khi em bỏ ra quay các bác xem một tí cho sướng. Khi giờ em bỏ ra quay cận cảnh các bác xem nó thích. À, bỏ ra cái bãi cỏ đi. À kìa. Úi giời ơi. Ý quá, hỏng cả máy. Ôi, thôi cứ bình tĩnh. Sao rồi. Về thì anh cũng cho chú lên thớt cái đấy mấy mà. Khổ thế. Ê, bác nhìn này. Nghe bị người kích khủng chưa. 20-40 cái này phải 5 mấy cm. Con này phải 5 mấy cm các bác nhá. Đẹp thật đấy. Các bác nhìn nhá. Vậy to kinh khủng luôn. Đấy, trôi điên. Loại câu loại trôi này sướng luôn anh em ạ. Vì sao sướng các bác biết đấy. Cá trôi điên nó lôi cần phê lòi luôn. Đấy, cái con thứ ba con cuối cùng còn to hơn con này nữa cơ. Nhưng mà trượt mất rồi. Tiếc quá. Anh em nhìn nè, phê chưa. Quá đẹp. Bây giờ về thịt các bác nhá. Chụp em nó kiểu ảnh nó về thôi. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác thấy video của em hay hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhá. Thank you các bác rất là nhiều. Bye bye.